kính lệ. Một đứa con bất hiếu đã đi 36 năm mới trở về đất nước, và là 71 tuổi mới được vọng viên lăng của ngài. Thưa quý khán giả, nhà báo được chưa không được khóc cha khóc mẹ, nhưng mà bữa nay không cầm được nước mắt. Chỉ còn 106 năm nữa là chúng ta đã tròn được 5.000 năm văn hiến. Nếu không có Đức Kinh Dương Vương và sau đó thì Lạc Long Quân và 18 đại vua Hùng Vương, ngày hôm nay chúng ta có một đất nước này đủ. Ngày nào con phải ra đi, con sẽ ra đi, nhưng mà chắc chắn là con sẽ được thanh thản, bởi vì con đã được vọng viếng lăng của ngài. Cầu mong rằng tất cả người Việt Nam chúng ta khắp nơi trên thế giới hãy bỏ chút thì giờ đừng đi du lịch những nơi sập đá, và từ năm thứ 21 là Minh Mạng đã trùng tu và dựng lên, truyền cho chúng ta ngày từ xưa các ông cha chúng ta truyền cho chúng ta, và bây giờ là truyền cho con chúng ta, lại tiếp tục truyền cho con cháu chúng ta. Thế là năm đến năm 1993 thì nhà nước đã công nhận khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Thế từ đó nhà nước bắt đầu quan tâm tới. Thế là đến năm 2000 thì nhà nước bắt đầu trùng tu, và trước đây cụ Băng Hà tại đây thì thật nhân dân cùng là các văn võ triều đình cũng như nhà vua đã đắp điếm mộ cụ ở tại đây, và sau này là xây dựng thành các cái miếu, gọi là miếu miếu thờ Nam Tổ miếu, tức là miếu thờ ông tổ nước Nam. Giờ khi mà nhà nước đi đến đâu thì lăng của cụ vẫn theo thời gian và còn mãi sau này. Thế là đây là hai bên bia này, hai bên lăng này có chữ, có hai câu đối, có câu đối là ngon, nhưng mà vì là mình trùng tu bằng đá này các cụ là chưa hoàn thiện cho nên là thiếu một câu đối. Là câu đối thứ nhất là xích quỷ sơ đầu xuất. Xích quỷ sau rất là nước xích quỷ đầu tiên là xuất phát, người đã thành lập là nhà vua khai thiên lập quốc là nhà nước xích quỷ đầu tiên ở đây. Bên này thì có cái câu đối là hồng bàng vạn đại xương, tức là họ hồng bàng muôn đời thịnh vượng, có nghĩa là nước xích quỷ và cụ nó mang họ hồng bàng, tổ tiên ta là họ hồng bàng mà, thế là hồng bàng là muôn đời thịnh vượng. Thế là tiếp là câu đối tiếp ở năm này, thiên cổ cương lăng nấm mồ nhỏ trải qua bao mưa gió vẫn sừng sững một tấm bia hồng. Thế là thăng trầm lịch sử biến đổi nhưng tấm bia của cụ vẫn được giữ mãi, trường tồn mãi thời gian, chúng ta được tiếp quản bao nhiêu thời đại đến nay, và đến nay bây giờ chúng ta tiếp quản thờ phụng các cái, trong đền A Lữ thì giữ được 18 đạo sắc phong cùng các cái bức đại tự, ví dụ như là bắt đầu là Nam Bang Thủy Tổ, tức là thủy tổ nước Nam. Nam Tổ miếu, tức là miếu thờ ông tổ nước Nam, đây là miếu. Và trong đền thì là Nam Bang Thủy Tổ, là thủy tổ là thờ trong đền. Và Bách Việt Tổ, nhưng là tổ tiên của cộng đồng Bách Việt. Trong đền thì từ xưa nay thì trước cái xưa thì có ba đền thờ. Đền thờ, đền thượng thì thờ Đức Thủy Tổ Kinh Dương Vương. Phá mất đền thì các cụ nhà ta mới chạy được một số vật cổ, đồ thờ cùng sắc phong cùng các cái đồ, và cùng các cái đồ thờ cũng như là các cái sắc phong thần phả ngọc phả đưa về tập trung ở thờ ở một cái văn chỉ ở giữa làng. Thế đến thờ từ bấy giờ cho đến từ khi mà chiến tranh đến nay thì hòa bình lập lại thì nhà nước về công nhận là đây là nơi mà an nghỉ mà là cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Thờ ở trong một cái ngôi đó thì nó nhỏ, thế là bây giờ nhà nước thì căn cứ vào đấy lại cho trùng tu lại, là chỉ ở cả khuôn viên đấy thôi, không cho mở rộng, không có đất để mở thành ba đền, xây dựng thành ba đền, trung đền hạ và đền thượng, cho nên phải tập trung một đền. Thế
thế là năm 2013, 13, 14, 15 thì nhà nước có trùng về trùng tu cho cái khu vực lăng, nó nhỏ, thì thờ tất cả cụ tổ Kinh Dương Vương, cha Lạc Đồng Quân, mẹ Âu Cơ, và đồng thời cũng đón là phu nhân thủy tổ quốc mẫu của cụ Kinh Dương Vương, hiện là đang thờ trên đền Tiên Cát, đền Tiên, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, thì về thờ vọng luôn. Thế là cả một gia đình, nhà vua, nhà thủy tổ thờ trong đền, được một gói gọn, gói gọn trong đền. Thế trong đền thì thờ đền chính rồi, hai bên cũng có cái, cũng có nhà khách và có kho chứa đồ thờ, đồ rước. Hàng năm là cứ đến ngày lễ hội thì gần đây thì nhà nước bắt đầu tổ chức những nhà tổ chức và giao cho địa phương chúng tôi là thường xuyên là mở hội. Thì hàng năm là xuân thu nhị kỳ, thế là cụ sinh 15 tháng 8 và mất là ngày 18 tháng Giêng. Cái xuân thu nhị kỳ là hai cái kỳ sinh và kỳ tử, được no ấm này, đất nước được thịnh vượng này, hùng mạnh để sánh với toàn quốc năm châu, toàn cầu thế giới. Thế thì và đây là năng của cụ, thì là hướng là đang là có kế hoạch năm vừa nay là chắc rằng chưa có điều kiện thì tới này nhà nước lại tiếp tục là trùng tu lại khu lăng này, lăng tổ mở rộng thêm, kè đá xây dựng thêm hai bên là được chủ nối lên nối xuống, rồi là mở rộng xung quanh, mở rộng gấp đôi như thế này và nâng cao ấy, nâng cái mái, có cái trồng diêm tán mái che bên này để mưa nắng, để các con cháu về thắp hương rồi lễ bái nó không bị ướt, rồi thắp hương nhiều khi ở đây ấy, thì có ở đây có trực tiếp thì mới biết, cứ mưa nhà nước càng nhanh càng tốt để con cháu là thờ phụng đã đáp ứng được cái nguyện vọng của con cháu, rất là có con cháu gần xa là có con cháu gần xa tìm về bái yết để mà đền ơn, đền lên công cơ lao của cụ khai thiên lập quốc và sinh ra nước nòi Việt Nam. Con cháu chúng ta là như câu đối là vạn cổ giang sơn tư tị tổ, nhất khâu phong vũ mà thồng binh, có nghĩa là từ xưa nhân dân ta đã nghĩ về cội nguồn tổ tiên. Thế là nghĩ về cội nguồn tổ tiên là đến cái ngày lễ ngày Tết thì là con cháu về, nhưng gần đây á, thì tất cả những cái ngày thường này chúng tôi là được ban quản lý giao cho trực tiếp là trông nom thờ phụng hàng ngày, là nghĩ rằng đất tổ Hùng Vương còn đâu hơn nữa, vấn vương làm gì, Đại Việt sử ký còn ghi, thời điểm lịch sử ấy đã qua đoạn dài, đã đi qua đoạn dài, tên vua tên nước không sai, vua nước Xích Quỷ là ngài Kinh Dương Vương, mở đầu bộ tộc Việt thường, sau đổi nước Xích Quỷ Kinh Dương Vương đứng đầu. Về đền Hùng bác nói mấy câu, vua Hùng dựng nước chứ thêm đâu câu gì. Bác không nói Phú Thọ là đất tổ, mùng 10 tháng 3 là quốc giỗ, mà hôm nay đất tổ là đấy, đền Hùng mới chỉ là cây A Lữ là gốc rễ là đây cơ, mà từ xưa nay mới tìm ra Nam Bang thì tổ mới là tổ tông. Đền A Lữ lên sông lăng cụ được tạc bia hồng từ xưa, bia hồng đây là tấm bia. Trải qua nắng sớm chiều mưa phong ba bão táp vẫn chưa phai mòn, bởi làng A Lữ chúng con phúc khang ngày ấy vẫn còn đến nay, phụng thờ chăm sóc đêm ngày 15, 18 đạo sắc đến nay bảo tồn Kinh Dương Vương hồn nối vòng sông tiếp thay con cháu chưa thông, con cháu chúng ta chưa biết được này. Rất là phấn khởi, nên là chân hương này cũng cháy cũng đùng hóa gạo hóa nhưng mà đây cũng cháy ấy. Và đấy là mấy hôm nay là đến mùa đến xuân thu nhị kỳ, mùa xuân thì là ngày lễ hội là ngày hóa của cụ đình giờ thường mất ngày dỗ đấy. Đấy là đến 15 tháng 8 thì tế lễ thôi, tế lễ dù không mở hội to, gọi là lễ thường năm, cứ đến ngày 20 ngày hay là mở hội tế lễ rất là đông, con cháu từ ngày 18 tháng Giêng ngày thập phương về rất đông, rất là phấn khởi. Là năm ngoái á thì được chủ tịch quốc hội là Nguyễn Xuân Hùng, tiềm năng con người và bộ môn phong thủy và nghề, thì về đây mang chín cái máy thì là về đây để kiểm tra xem là thực hay hư. Nhưng mà thực thì chín cái máy, thà nào thì chín người cầm chín cái máy đi quay đi xuôi này, xong lại quay ngược thế này, quay lại đi về đây, quay tất cả chín cái máy đều hướng vào trung tâm cái lăng của cụ. Có nghĩa là năng lượng của cụ rất là mạnh, mạnh không còn nơi nào mạnh hơn và bằng ở đây. Cho nên các thầy gọi là trưởng trưởng đoàn lại nói, mà chúng tôi đi tất cả các địa danh ở các nước và các nơi ấy, các nơi trong nước Việt Nam ấy, thì là không thấy nơi nào có cái năng lượng mạnh như ở đây. Tỉnh này, rồi cổ huyện này, tổ chức này, thì rất nhiều các nhà khoa học và lịch sử học, các nhà viên trường đại học ấy, thì về đọc các cái bản tham luận thì rất nhiều nơi thờ phụng Đức Ngài
đều là thờ vọng, không có hài cốt mà thôi. Chỉ riêng Á Lữ quê tôi, đền lăng đầy đủ là nơi ngựa nằm. Ngựa nằm, cụ ngựa trong đền. Đây gọi là Á Lữ. Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Dạ. Đấy, thế là nơi ngựa nằm, ngày sinh tháng 8, 15, tháng Giêng 18, hàng năm dỗ ngày. Dạ. Việt Nam có 102 năm, bang thì tổ là ngài Kinh Dương, đấy, Kinh Dương Vương là thị tổ của chúng ta, đó là 100%, không có...